thánh lễ đại trào và nghi thức bế mạc ngày Thánh Mẫu 2024. Ngày 4 tháng 8 năm 2024, tại Carthage, Missouri, trong không khí trang nghiêm và xúc động, thánh lễ bế mạc ngày Thánh Mẫu lần thứ 45 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự chủ sự của Đức cha Carol Kemp, giám mục giáo phận Wichita, Kansas. Hàng ngàn trái tim cùng hướng về mẹ Maria, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về đức tin và tình yêu với tâm tình ấy thánh lễ bế mạc đã diễn ra trong bầu không khí sốt sáng và trang nghiêm chia sẻ trong phần phục vụ lời chúa cha giảng thuyết đã nhắc nhớ cộng đoàn những tâm tình sâu lắng về sự hiện diện quan trọng của đức mẹ trong cuộc đời mỗi người cha mời gọi chúng ta hãy sống trọn vẹn những giây phút hiện tại đầy ý nghĩa biết yêu thương và phục vụ tha nhân noi gương mẹ maria kết thúc thánh lễ cha philippe đỗ thanh cao Trưởng ban tổ chức Ngày Thánh Mẫu 2024 đã có đôi lời cảm tạ và tạm biệt tới quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và toàn thể cộng đoàn cùng những người đã hiệp thông tổ chức Ngày Thánh Mẫu 2024. Cùng với đó, cha Philippe đã tuyên bố bế mạc Ngày Thánh Mẫu 2024 và công bố Ngày Thánh Mẫu 2025, năm Thánh, niềm kệ trông của những người lữ hành, năm hội ngộ của những người tị nạn. Lạy mẹ Maria, xin mẹ nắm lấy bàn tay chúng con, dẫn chúng con trên con đường trần thế này đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ước gì dưới bóng mẹ, chúng con luôn tìm thấy bình an, lòng quảng đại và sự bao dung để yêu thương và phục vụ tha nhân.